Thưa quý vị, lạnh tay chân là một chứng bệnh thường gặp ở nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, người cao tuổi. Theo Đông y, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chân tay lạnh là do khí huyết không lưu thông, đặc biệt khi nhiệt độ hạ thấp khi vào đông. Tình trạng này khiến người bệnh có cảm giác mệt mỏi, khó chịu và gây không ít bất tiện trong sinh hoạt. Mục kho tàng y học ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Trúc, Phó trưởng khoa Nội nhi Đông y, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thuốc Đông y điều trị chứng bệnh trên. Kính thưa quý vị theo dõi truyền hình, kính thưa bà con nhân dân. Thì về cái mùa đông lạnh như thế này thì thường xuyên là xảy ra những bệnh lý là lạnh chân, lạnh tay. Thì nguyên nhân của nó là có thể là rất là nhiều nguyên nhân, trong đó có cái nguyên nhân là thường là rối loạn thần kinh thực vật. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị theo dõi truyền hình và bà con một bài thuốc điều trị dùng ngoài, đó là bài thuốc ngâm chân bằng những cái thảo dược mà sẵn có trong đời sống nhân dân của chúng ta. Theo như y học cổ truyền thì gừng này, ngải cứu này, quế này, hoa tiêu là những vị thuốc có tính ấm, được dùng giúp giảm đau, giải cảm, rồi kích thích mao mạch, cải thiện lưu thông máu và trao đổi chất. Nhờ vậy mà những người chân tay bị lạnh này có thể dùng các vị thuốc này chữa trị một cách đơn giản và hiệu quả. Thứ nhất là trong cái bài thuốc ngâm chân tay lạnh thì có cái vị gừng này thì là một vị thuốc nam mà có trong đời sống sinh hoạt của chúng ta rất là gần gũi. Thì gừng thì có hai loại gừng, một là gừng tươi, hai là gừng khô. Theo Đông y thì gừng tươi thì gọi là sinh khương và gừng khô thì gọi là can khương. Chúng ta dùng khoảng tầm 20 đến 30 mg gừng, cạo sạch vỏ, đập dập nát, xong là chúng ta là cho vào một cái song, chúng ta đun lên kết hợp với muối để làm sao mà tạo ra một cái hỗn hợp dung dịch khi chúng ta ngâm chân thì là rất là tốt. Bài thuốc thứ hai cũng tương tự như thế, thì chúng ta dùng đến 300 hoặc là đến 500 gram ngải cứu tươi hoặc khô, thì chúng ta cho vào một cái song, chúng ta đun sôi lên và làm sao mà đạt được khoảng, khi mà lúc mà ngâm chân chúng ta pha với cả nước lạnh làm sao đạt được khoảng tầm 39 đến 40 hoặc đến 41 độ được, thì chúng ta cũng là hòa cái nước muối loãng, muối hạt ấy, chúng ta cho vào một cái chậu ngâm chân. Thì chậu ngâm chân đó thì mình ngâm thường ngâm khoảng tầm đến 30 phút. Tiếp theo là một bài thuốc dùng vị quế và hoa tiêu. Thì ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thì hoa tiêu tươi thì rất là khó tìm. Thì trên đây là có những hạt tiêu khô. Còn quế thì là nó phân thành hai loại. Đây là vỏ quế thì gọi là nhục quế. Còn đây là quế chi, là ở thân cành cây quế. Thì là cách làm như sau: vỏ cây quế thì là hoa tiêu là một loại gia vị có tính cay nóng, tương tự như là mắc khén rừng, có tên khác nữa là tầm tiêu, rồi xuyên tiêu, đều là loại hương liệu dễ mua tại các hiệu thuốc đông y. Dùng từ 5 gram quế đến 10 gram, hoặc là nếu mà chúng ta có thể làm được cầu kỳ hơn thì chúng ta có thể xay bột ra, chúng ta hòa với cái nước ấm và cho thêm một chút muối và ngâm thời gian là ngâm là khoảng tầm 30 phút thì cũng đạt hiệu quả rất cao, chứa những chứng mà chân tay lạnh mà trong cái mùa đông này rất là tốt. Kính thưa quý vị các bạn, đây là một cái thành phẩm của một nồi ngâm chân chúng ta đun được. Thì là đây là tôi xin phép mà hướng dẫn bà con chúng ta dùng như này. Thì mời bạn để đôi chân vào đây, chúng ta ngâm. Cái nhiệt độ trong cái bồn ngâm chân này là khoảng tầm 40 độ C. Thì chúng ta ngồi ngâm chân đây này, thì chúng ta ngồi có thể là chúng ta lúc ngâm thì có thể chúng ta ngồi xem tivi hoặc là đọc báo. Hai cái chân chúng ta di vào nhau, thời gian khoảng tầm thường là 25 đến 30 phút. Thường là chúng ta cái lượng nước ấy thì chúng ta cho ít một. Đầu tiên là ngang với bàn chân. Sau do cái trời lạnh này thì nước nó sẽ nguội nhanh. Thì khi nguội thì chúng ta chế thêm lượng một nước nữa. Chế ba lần, lần thứ ba thì coi cũng là xong một cái quy trình ngâm chân. Và lưu ý nếu mà chúng ta có điều kiện thì nên mua một cái chậu gỗ này ngâm chân để ngâm. Với chậu gỗ này thì nó là thảo mộc. Cái hiệu quả cái bài thuốc nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Trên đây là một cái quy trình ngâm chân là chúng ta có thể là áp dụng một cách là rất là dễ dàng. Lưu ý là chúng ta ngâm chân mà tốt nhất là trước khi đi ngủ. Ví dụ như chúng ta ngủ tầm 22 giờ thì khoảng 21 giờ chúng ta ngủ, chúng ta ngâm chân xong là lau sạch chân bằng khăn khô là nó sẽ chữa những cái bệnh chân tay lạnh mùa đông rất hiệu quả.